Diệp thọ rơi xuống phàm nhân giới. Tôi nói trầm tâm bà, con đường này không dễ đi đâu. Mấy ngày sau, công chúa Điền Hạ, quốc sư của Thiền Lam cổ quốc đã tới rồi, thăm kiến tiền bối Lý Đạo Hữu. Lâu rồi không gặp, lần này mời ngươi tới là muốn nhờ người giúp ta đưa một thứ tới thiên đình. Tiền bối phần phó, vạn bối nhất định sẽ dốc hết sức mình, nhưng mà xin thứ cho vạn bối ngu dấu, thiên đình nằm ở đâu? Ở Nam Sở. À, Nam Sở, tiền bối à, Nam Sở cách nơi này ít nhất cũng phải 8 triệu dặm. Với tốc độ của ta thì 8 kiếp cũng không đi tới được nơi đó. Người không biết sử dụng truyền tống trận à? Người nói sử dụng truyền tống trận phải tiêu tốn rất nhiều linh thạch. Một lần còn mấy vạn linh thạch của ta cũng còn bằng một phần lẻ của số lần sử dụng. Cầm đồ trong túi trữ vật này đi bán, chắc là có thể đổi được không ít linh thạch. Đủ cho người đi đi về về mấy lượt. Ôi cha mẹ ơi, cả đời này mình chưa từng thấy nhiều bảo bối như vậy. Cảm ơn tiền bối. Nhớ kỹ, không được lộ tiền tài ra ngoài. Ngoài ra, tin tức của ta cũng không được tiết lộ cho người khác ngoài thiên đình. Nếu như dám truyền ra, hậu quả là người biết đấy. Ta đã hạ cấm chế trong linh hồn của người, tránh kẻ bất lượng sốt hồn. Ta đương nhiên hiểu đạo lý này. Có điều tiền bối có thể nói cho ta biết thiên đình cụ thể nằm ở đâu, ở trong Nam Sở không? Xem ra tu sĩ của phàm nhân giới quả nhiên là cập nhật tin tức quá chậm. Nam Sở của hiền này chính là địa bàn của thiên đình. Cái gì? Vậy tam tông của Nam Sở đi đâu rồi? Đương nhiên là đã quy thuận thiên đình. Được rồi, bây giờ ta phải giúp người tu luyện kinh mạch, tinh thần ngưng khí. Nhìn hiện nay tu vi của người đã từ nhân nguyên cảnh đột phá lên hư cảnh, giúp ta đưa đồ chắc là không thành vấn đề. Ta tạ ơn tái tạo của tiền bối. Nếu như lần này quay về tầng môn, tu vi của mình đủ để sánh ngang với lão tổ. Đứng dậy đi, những linh phù này thì có thể sử dụng lúc nguy cấp. Cảm ơn tiền bối. Đây là đồ ta cần người đưa. Kìa, lớn quá. Lập tức xuất phát đi. Vạn bối nhất định không phụ sự ý phát của tiền bối. Đừng có xảy ra rắc rối gì nữa thì mê tố. Ngươi không sợ hắn nuốt lời sao? Từ khi hắn chán sống. Mấy ngày sau khi Lý Tiêu rời đi, con chúa Điện Hạ đối với hắn thực sự là thanh tịnh. Xảy ra chuyện gì thế? Có chuyện gì mà ồn ào thế? Nô tỳ đi xem thử. Con chúa Điện Hạ không hay rồi. Có hai tên tiên nhân đột nhiên dáng vẻ đi hôn sự vấn tuổi. Hỏi cái gì chứ? Tiên nghiệp, cam đa của ta tới đây. Vâng, công chúa Điện Hạ. Hai vị thượng tiên đại động càng qua như vậy, không biết là có chuyện gì. Hai người bọn ta là quốc sư của nước Đột Ngột. Các người đã biết được tướng quân của nước Đột Ngột bọn ta, lý nào không định cho lời giải thích thì sao? Mau chóng cử quốc sư của nước Nam Triều ra đây nói chuyện. Nếu không thì đêm nay bọn ta sẽ sang bàn nước Nam Triều uống cho các người gọi là tiền nhân. Vậy mà không phân rõ trái phải đúng sai, quân đội của nước Đột Ngột lén vào nước Nam Triều muốn bắt bọn ta y hiếp phụ hoàng của ta. Bọn họ lý nào không giết thì sao? Là gàn lớn thật. Nếu như đã vậy thì đêm nay cho nước Nam Triều mẫu chỉ thành sông. Tiên hiệp, đưa đàn tì bài cho ta.
Vâng, công chúa Điện Hạ. Sao hả? Công chúa Điện Hạ là muốn gãy đàn để lấy lòng bọn ta à? Tính lại đi, Diệp Thần. Chỉ đáng tiếc là bọn ta không mất bẫy. Các người là người của môn phái nào? Người này, vậy mà lại có thực cản được công kích của chúng ta. Người chết một cách rõ ràng. Bọn ta là con trai của môn chủ Độc Long Môn, tức là không đi sông chết. Không muốn chết thì đi xuống cho ta. Hai con linh thú này tặng cho cô. Cảm ơn. Đại diện của Độc Long Môn, quốc sư của nước Nam Triều, vậy mà còn dám giết hai đứa con trai của ta. Bây giờ các người đi giết hắn cho ta. Tuân lệnh. Một canh giờ sau. Sao bọn họ vẫn chưa quay về? Môn chủ, chuyện lớn không hay rồi. Quốc sư của nước Đàm Triều đã giết hết ba vị sư huynh rồi. Cái gì? Ba linh nữ cảnh như bộ họ mà không đến lại một người ư? Đại điện của Độc Long Môn. Môn chủ, thực lực của vị quốc sư của nước Đàm Triều đó mà như thế, chắc là lão tiền bối có tu vị thấp nhất là ở Không Minh Cảnh, ngàn vạn lần được đi trêu chọc đối phương, tránh gây ra tai họa lớn hơn. Vậy mạng của hai thằng con trai của ta cứ như vậy mà không mất, mất như vậy Không Minh Cảnh thì như thế nào? Chỗ dựa của chúng ta là Huyết Linh Thế Gia, quốc sự của nước Nam Triều đó có mạnh nữa thì có thể địch lại được Huyết Linh Thế Gia sao? À, một môn chủ vậy rất đúng. Lần này người đi trao kỹ nội tình của người đó cho ta. Vâng, môn chủ. Hoàng thành của nước Nam Triều có linh phù ẩn nấp này thì có thể chế đậy được khí tức trên người của mình. Vì tiếp ca, cho ta một ấm trà. Vâng, đợi ngài đợi một chút. Tiêu ca, nghe nói là trong hoàng thành này có một vị tiên nhân cao thâm khó lường. À đồng thế, nghe nói tối hôm qua có hai vị quốc sự của nước Đột Ngộ tới, cũng bị quốc sự của bọn ta giết chết. Lợi hại như thế ư? À đương nhiên rồi. Có điều vị tiên nhân đó hình như mắc bệnh gì đó lạ lắm. Công chúa đã mời rất nhiều danh y tới khám, nhưng mà không có chữa khỏi cho ngày ấy. Ồ, bên lạ là gì? Nghe nói thần trí của tiên nhân đó không được tinh tạo lắm, giống như là cái sắp đi, không nhớ ai hay là bất cứ chuyện gì. Nhưng mà công chúa chỉ cần gãy đàn tỳ bà thì ngài ấy sẽ đỡ ngay. Còn cái chuyện này không hổ là tiên nhân mắc bệnh cũng khác người thường. À đương nhiên rồi. Hoàng cung của nước Nam Triều thuộc số hồn. Diệp Thần, quốc sư của nước Nam Triều, vậy mà lại là Diệp Thần. Hắn còn sống. Đại điện của Độc Long Môn. Không may rồi môn chủ. Hoảng hốt như vậy còn ra cái thở thống gì? Môn chủ, bí mật động trời. Diệp Thần là quốc sư của nước Nam Triều. Cái gì? Diệp Thần? Nếu như ngài không tin thì có thể xem được những điều ta đã nhìn thấy và nghe được khi ta lấy vào Nam Triều hoàn thành. Diệp Thần, vậy mà thực sự còn sống. Mau, mau đi mời lão tổ tới đây. Đừng hoảng, bây giờ thần trí của Diệp Thần không được tỉnh táo, giống như cái xác biết đi. Chúng ta chỉ cần khống chế Liễu Như Yên, còn con gì phải sợ hắn. Lão tổ, lạc đà gậy chết thì cũng to hơn ngựa. Chuyện này vẫn nên báo cho Huyết Linh Thế Già thì hay hơn. Không được, vậy ta đích thần tới Huyết Linh Thế Già một chuyến. Huyết Linh Thế Già. Lão tổ, của Độc Long Môn tới đây là có chuyện gì? Ta có chuyện gấp muốn tìm Huyết Tinh lão tổ. Đại điện của Huyết Linh Thế Già. Cái gì? Diệp Thần vậy mà còn sống sao?
đó là vô vọng đại trạch. Chỉ cần con người đi vào đó thì sẽ chết chắc. Sao Diệp Thần có thể sống đi ra? Người đừng không có lừa ta. Tuyệt đối là chính xác. Nếu như Diệp Thần mấy năm trước có thể đi ra từ trong hoang mạc, vậy thì chứng tỏ cấm địa của đại sở không phải là không có đường sống. Lần này hắn núi không chừng cũng tìm được một con đường sống. Lão tổ, bất luận là thật hay giả thì cũng phải làm rõ chuyện này. Chúng ta lập tức thông báo cho Thi Huyết Điện và các đại thế gia. Thông báo cho bọn họ làm cái gì? Toàn thân thánh thể hoang cổ đều là bảo vật, lấy nào gọi bọn họ tới đây để chia phần với chúng ta? Nếu như vào trước đây thì sức mạnh với một mình của Huyết Linh Thế Giả thì chúng ta đương nhiên là không thể nào bắt được Diệp Thần. Nhưng mà nếu như bây giờ thần trí của hắn đã không tỉnh táo thì giống như cái xác biết đi, vậy thì chúng ta chỉ còn khống chế Liễu Như Yên thì có thể dễ dàng chế ngự hắn. Sáng sớm, thật kỳ lạ, tại sao trong lòng lại có một dự cảm không tốt? Sao công chúa Điện Hạ mới sáng sớm đã bắt đầu quấy rầy giấc mộng của người khác rồi sao? Ngươi tính rồi à Diệp Thần? Đã trôi qua 9 ngày rồi, vì lý tiều đó, đo trường đó chắc đã tới Nam Sở rồi. Hỏi chuyện của Lý Tiều là giả mà nhắc nhở ta là thời gian mới là thật nhỉ? Thì nị, chuyện này ta sẽ không quên, ngày mai sẽ dạy cô tu tiên. Nam Sở, Nam Thiên Môn, cuối cùng cũng tới nơi rồi. Tiếp theo chỉ còn giả tiến vật cho người của tiên đừng thì coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đứng lại, thầy chủ nhân của thanh đao này, Bá Long đao, đi theo ta một chuyến. Đại điện của hàng nhà tông, chủ nhân của thanh đao này bây giờ đang ở đâu? Nước Nam Triều thuộc phàm nhân giới. Hoàng cung của nước Nam Triều, sao bầu trời lại đột nhiên tối như vậy? Công chúa Điện Hạ, hình như ở đó có rất nhiều người. Người tới không biết là được hay bạn, bây giờ ta đi đánh tức Diệp Thần. Tấm cung của công chúa, là ta sơ suất rồi. Sơ đằng sầu lừng hai quốc sự của nước đột ngột đó có người khác. Diệp Thần, những người đó là người từ đó người sao? Không, sơ rằng người tới không ghi tú. Vì đỡ không ảnh hưởng tới bách tính ở trong thành, chúng ta cần dụ những người này đi. Lý Đi Thượng, ngươi bằng lòng cờ bài tác chiến với ta chứ? Ta bằng lòng. Được, bất luận thế nào thì tiếng đàn cũng không được ngừng lại. Lời Di Thật, mau chóng bám theo. Huyết Linh Thế Già, thật là âm hồn bất tán hà. Đồ hình như thế này thật sự là có trọng tài. So với trong vàng tu sĩ ở hải vực Bàn Lòng thì như đây chẳng qua chỉ là muối bỏ bể thôi. Ngươi thật sự nghĩ với chút người này thì có thể cản được ta sao? Thử rồi không phải chỉ biết nghe thôi. Giết cho ta. Thái Hư, Long Cấm, ta sẽ bảo vệ cô, vậy nên tiếp tục đàn cho ta. Muốn chết? Không ngờ hắn sa sút tới bước này rồi mà còn có chiến lược mạnh tới như thế. Có câu đánh rắn thì phải đánh đụng gãy tắc. Bây giờ điều chúng ta phải làm chính là giết chết Liễu Như Yên, để cho hắn không thể nào hành động bình thường.
Vậy thì đơn giản hơn nhiều rồi. Nằm mơ đi. Giết thường. Ta không sao. Không cần lo lắng. Ta muốn xem người có thể chặn được mấy mũi tên. Xem chiêu. Ừ. Đừng trách bọn họ ý đồng hiệp yếu. Lần này ta xem người chị đi đâu được. Diệp thần. Vẫn biệt Diệp thần. Không. Như Yến. Quay lại. Diệp thần. Trong ngày năm sau ngươi vẫn phải nhớ. Có một nữ tử tên là Liễu Như Yên, nàng ấy thích người. Liễu Như Yên, ngươi là Liễu Như Yên, vậy ta là ai? Tên báo qua nhiều không sai, không có tiếng đàn của Liễu Như Yên thì hắn chỉ là một cái sáp đi đi. Thánh chủ của thiên đình cái gì chứ? Bây giờ còn không phải giống như con chó nhà có tàn hay sao? Với trạng thái bây giờ của hắn thì căn bản không cần chúng ta đích thân ra tay. Gió. Ta nhớ hết ra rồi. Như gì? Ta cũng sẽ không quên cô nữa. Đi. Các người phải bồi tán cho cô ấy tại đại điện của Thiên Hiền Môn. Thật sự là tàu hóa trong người. Liễu Như Yên chết rồi, hắn lại vì thế mà khôi phục lại sự tỉnh táo. Dương tinh bổ sung đạo trở nên viên mãn. Hắn muốn lột xác buộc phải trải qua điều này. Hắn vậy mà lại tỉnh táo lại rồi sao? Ayo. Ngươi đừng có qua đây. Máu chảy. Muốn chạy vô. Muốn rồi. Tiếp theo chính là ngươi. Đừng có hồn chạy trốn. À, chắc là huyết linh thế già đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ta tàn sát tông môn rồi nhỉ? Sam tối. Thật là hai trận chiến đấu thê thảm. Diệp thần không có đây. Chúng ta tới muộn rồi sao? Đừng hoảng. Ngọc thạch linh hồn của Diệp thần còn chưa vỡ. Hắn còn sống. Chỗ đó chính là hoàng thành của nước Chiêu. Đi. Chúng ta tới hoàng thành của nước Nam Chiêu hỏi tình hình. Đại điện của Độc Long Môn. Sao lấy con chúa trở về? Với cái gì chứ? Bọn họ đông người như thế chắc
chắn là có thể thắng lợi trở về. Môn chủ, bọn họ trở về rồi. Trở về rồi sao? Không, không đúng. Cứu, cứu ta. Người sao lại? Môn chủ, cứu ta. Diệp thần, sợ sao có thể chứ? À, thà thay cho ta. Mấy giờ xin thà thì đã muộn rồi. Tiếp theo chính là huyết linh thế gia. Đại điện của huyết linh thế gia. Đây không phải là hắn đã biến thành một cái xác biết đi hay sao? Tại sao hắn cũng có thực lực đáng sợ tới như thế? Lão tổ, bây giờ Diệp Thần đã giết hết 9 phân điện của chúng ta, đang lao thẳng tới 9 điện, chúng ta phải làm sao đây? Mau đi thông báo cho các đại thế gia và thi huyết điện. Huyết lên tới giờ hôm nay chính là nghi tàng của các ngươi rồi. Hắn tới rồi. Một kích hoạt giới hộ sơn, chuẩn bị sử dụng sát trận hừ thiên. Xuất địa thành thú. Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên lại không thấy nữa đâu rồi? Kết giới hộ sơn, vậy mà lại không cản được hắn ư? Ta đã nói rồi, các người đâu phải bồi tán thì quỷ. Vậy mà trong nháy mắt đã giết cho hết các trường lão khống chế sát trận hư thiên. Giết cho ta. Huyết linh thế gia đã tới đoạn tồn vong rồi, các người lấy nào còn trông mong Diệp Thần sẽ nhân từ đương tiêu. Giết. Huyết linh thần đao, pháp khí thiên cảnh ư? Thật là một thanh thần đao cái thế. Như vậy cũng không giết được hắn ư? Tiếp theo tới lượt ta rồi. Không mộ là pháp khí thiên cảnh, nếu người đã biết phản kháng, vậy thì là không biết đạo lý chìm khôn chọn canh mà đậu chứ. Diệp Thần, cho dù ngươi có mạnh hơn nữa thì cũng không địch lại được trận đại huyết đồ nũ để giết tu sĩ thiên cảnh này đâu. Đại trận huyết đồ. Sinh linh hiến tế càng nhiều thì ý lực càng mạnh à? Dạ. Ăn một thương của ta. Vạn kiếm quy nhất. Thái hư động. Nhân lúc hắn bị thương, lấy mạng của hắn giết cho ta. Giết. Hắn chết rồi sao? Đang chết như vậy mà cũng không lấy mạng được của hắn. Diệp Thần đã bị thương nặng rồi, tất cả tiếp tục tấn công. Đại điện của Thiên Hiền Môn.
cơ giới hạn, hắn vậy mà lại kích hoạt hoặc được huyết cơ giới hạn. Thanh chủ, cái gì gọi là huyết cơ giới hạn? Đó là một loại trạng thái sau khi huyết mạch tăng tới cực hạn. Nó đã là một cảnh giới chí cao của huyết mạch. Một khi kích hoạt được trạng thái này, thì bất luận là tốc độ, lực lượng, khả năng hồi phục, đạo tặc đều sẽ tăng tới cực hạn. Nghe thì cái chút giống với diệt thần lúc kích hoạt được trạng thái âm đạo, chỉ là biên độ tăng mạnh hơn một chút. Chứ dù như vậy thì cũng không thể nào kinh ngạc như thế chứ. Ngồi thì hiểu cái gì? Từ hỗn độn sơ khai tới này, thì nhìn khắp chư thiên vạn vật, chưa từng có tiên lệ thánh thể hoang cụ mọi huyết kế giới hạn. Đây là một điềm báo. Máu của mình tại sao lại biến thành màu đen? Đó. À. Huyết linh lão tổ đã hoàn toàn đại điện điên dại. Các người thế mà còn nguyện ý chiến đấu vì hắn ư? Cho dù bọn ta đầu hàng thì ngươi cũng sẽ không tha cho bọn ta. Không sai. Vậy nên chúng ta chiến tử tới cùng. Chỉ còn phá hủy đại trận huyết đồ thì huyết linh thế giới này sẽ không còn ai có thể ngăn cản mình nữa. Người muốn phá hủy đại trận huyết đồ, si tâm vọng tưởng. Huyết cớ giới hạn ư? Các người tới rồi. Máu màu đen trên người của gì thần là huyết mạch gì vậy? Vậy mà lại bá đạo tới như thế. Ba năm này hắn rốt cuộc đã trải qua những gì? Vũ khí mà hắn cầm ở trong tay chắc là huyết linh thần đạo của huyết linh thế gia. Chỉ dựa vào sức một mình thì chém tàn huyết linh thế gia, ép huyết linh thế gia mất đi huyết linh thần đạo, kết quả được đại trận huyết đồ, thật không hổ là hắn. Di thần, ta tới giúp chàng. Dừng. Ừ? Từ lúc ta quay về thì ngươi đã phong ấn ta 3 năm. Lẽ nào ngươi còn muốn phong ấn ta 3 năm nữa sao? Trước đó phong ấn người ở Ngọc Nữ Phòng là do không muốn ngươi chạy lung tung nữa. Hai người các người tìm nhậu, tìm tới tìm lui mà mãi còn sống. Lỗi chuyện này thú vị lắm hay sao? Bây giờ chàng ấy đang gặp phải nguy hiểm, ngươi lại khoanh tay đứng nhìn. Còn phong ấn ta không cho ta đi giúp chàng ấy, ngươi có ý gì? Ngươi phải giải trừ phong ấn cho ta. Tị, xảy ra chuyện gì thế? Mời đi hội thái hư cổ lòng đi. Tại sao ngươi lại phong ấn tỷ tỷ của ta? Trần già rơi vào hồ chiến chương ta, mau đi giúp nó. Các người nên ở yên đó đi. Nếu như ngươi còn không giải trừ trói buộc thì ta sẽ dùng bí thuật thần thương đối phó với ngươi. Ôi đừng ba cố tổ à, ta đều là vì tốt cho diệt thần thôi. Sao ngươi lại nói như thế? Diệt thần cẩn trọng chém giết này là để hoàn thành lục sát thực sự. Nếu như các ngươi thực sự là không những không giúp được hắn, ngươi lại còn khiến cho hắn bị vướng tay vướng chân, khiến cho hắn rơi vào vực sâu không đáy. Coi như là vì tôn cho hắn cái người ngon ngỗ ở yên đây đi. Tỷ tỷ không sợ đâu, đợi thêm một lúc nữa thì hai người có thể gặp nhau rồi. Nghe nói đại trận huyết đồ này rất nguy hiểm, con có biết là một mình diệp thần có thể đột phá được hay không? Với trạng thái hiện này của hắn thì trừ khi bản thân hắn đã xảy ra vấn đề, nếu không thì không ai có thể uy hiếp được tính mạng của hắn, cho dù là bác vương giáng lâm. Người chắc chắn như vậy sao? Thánh thể hoang cổ đã vượt khỏi
không phải là hoàng giả thì không thể trấn áp được trạng thái này của hắn. Đã gần như tới bất tử bất diệt, tuy không phải là vô địch, nhưng mà đã siêu thoát cấm kỵ. Là ta đã hại huyết linh thế gia. Huyết linh thế gia, lấy nào thú như vậy ư? Để tôi huyết linh thế gia, ta thừa chết, mình cũng không sống nhục. Nói rất hay. Không, ta không muốn chết. Đường đường là lão tổ gia tộc cũng mất rồi, thế mà còn sợ chết được? Tốt xấu hết thì nên tự thấy xấu hổ đi. Dù sao gì thần cũng sẽ không để cho hắn chạy thoát. Đã giết tới mức này rồi, tuyệt đối sẽ không thể để lại bất cứ một hậu họa gì. Lão tổ cứu ta. Lão tổ trong lời của huyết linh, lão tổ chắc không phải là huyết vườn chưa? Huyết linh thế già và huyết tộc có gì vừa rất sâu, bộ họ và trước kia là cùng một tộc. Thế mà còn có bí mật như thế này.